Và bây giờ thì Phi Nhung xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nụ Hồng Mong Manh cùng với vũ đoàn em không có nhớ cái vũ đoàn và cùng với vũ đoàn Việt Hải và ban nhạc của mình là ban nhạc tên gì ạ? Và ban nhạc Thành Bass thì thực sự là anh em hát rất là nhiều lần, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ tất cả các nhạc sĩ rất là hay tự nhiên dồn lại một nhóm tới hôm nay, nên em không biết là ban nhạc quá giỏi thì em nghĩ là không lẽ em giới thiệu là xin mời quý vị cho ban nhạc Number One một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và vũ đoàn Việt Hải, Phi Nhung xin mời quý vị cùng thưởng thức Nụ Hồng Mong Manh và lời của nhạc sĩ Nhật Ngân. Phi Nhung xin mời quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bài hát kế tiếp đó là bài hát Nhật Thực của nhạc sĩ Viễn Đông. Phi Nhung xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn. Và hồi nãy thì vũ đoàn chưa có chuẩn bị kịp, bây giờ vũ đoàn đã chuẩn bị kịp rồi. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cùng chung với nhau nhé. Quý vị có thể lì xì cho vũ đoàn Việt Hải một tràng pháo tay thật lớn được hay không ạ? Thank you so much. Thank you. I love you too. I love you all on the top. Còn tiếp sau đây sẽ là phần trình diễn chắc là rất được chờ đợi ngày hôm nay. Đây là một ca sĩ mà chắc là có lượng fan hùng hậu hàng đầu trong những ca sĩ của dòng nhạc trữ tình, dòng nhạc quê hương. Sự xuất hiện của cô trên sân khấu ca nhạc hải ngoại cũng có thể coi là một hiện tượng khi đó, với một cái hình ảnh, một cái gương mặt rất là hiện đại,
nhưng mà cất giọng lên thì người ta thấy một cái gì đấy nó ngọt ngào, nó Việt Nam vô cùng. Và rất nhiều bài hát dường như là đã gắn chặt với tên của cô. Sau khi cô hát rồi thì người ta cũng không có nhu cầu muốn nghe thêm ai hát nữa, cho dù rất nhiều người đã hát những bài hát ấy. Ngày hôm nay trong phần biểu diễn này, quý vị sẽ nghe những bài hát có thể coi là kinh điển của dòng nhạc Bolero, cũng như những bài hát chỉ vừa mới được sáng tác 1-2 năm trở lại đây thôi, nhưng qua tiếng hát ấy thì đã kịp đến với tất cả khán giả và được mọi người yêu mến. Một gương mặt mà chỉ cần nhắc đến cái tên thôi là chúng ta đã thấy tất cả những gì yêu thương nhất gắn bó với tiếng hát ấy trở về với quý vị. Không cần phải nói nhiều hơn nữa, chúng ta cùng chào đón phần biểu diễn của ca sĩ Phi Nhung. Thanh xuân đã trải chưa dù tôi nào đẹp nhất đời em.
con tim em thầm và chào tất cả các bạn ở trên lầu fan của Phi Nhung. Phi Nhung xin thay mặt cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là ban tổ chức tới hôm nay đã có quý vị đến ủng hộ cho những tiếng hát của tất cả anh chị em nghệ sĩ của Phi Nhung. Một lần nữa xin cảm tạ rất là nhiều.